pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của siêu phẩm Yamaha Exciter 155 VBA. Xin chào các bạn khán giả của kênh Rai TV. Thì hôm nay mình có dịp được dự buổi lễ ra mắt chiếc Exciter 155 VBA cho năm 2021. Và trước mặt mình đây chính là chiếc Exciter mới. Thì bây giờ mình sẽ review nhanh về con hàng hot này ngay cho các bạn. Nhưng mình sẽ chỉ review những cái mới thôi, những cái đổi mới, còn những cái gì nó có thay đổi chi tiết ra sao thì mình sẽ để trong một video review chi tiết cụ thể. Rồi thì để xem nó có những thay đổi gì đáng kể nè so với đời trước nè. Và đối thủ của nó là Winner nha. Thì đầu tiên á, mình thấy Exciter 155 VBA này nó vẫn giữ luôn được thiết kế rất đẹp và rất thể thao, với những cái đường nét góc cạnh nè, cắt xẻ rất là mạnh mẽ, cũng rất là cá tính và khỏe khoắn. Thì đó là cái đặc điểm mà các đời Exciter vẫn làm rất tốt. Nhưng mà giờ mình sẽ chỉ ra những cái ngoại hình của cái chiếc F mới này nè, để các bạn thấy nó có những thay đổi gì nha. Mặc dù phần đầu của Edge 155 mới nhìn nó hầm hố và rộng hơn, nhưng các bạn nhìn thấy nó vẫn có chất xe tay côn thể thao đúng không? Mặc dù cái đèn nó cũng đặt thấp ở dưới, nhưng mà cái đầu xe có vẻ nó vuốt nhọn hơn, thì nhìn trong nó vẫn có gì đó thon hơn so với Winner. Cái đầu xe này thì có thay đổi lớn nhất là cái phần đèn. Đèn trên này thì thiết kế nhỏ lại, do đây là chỉ còn là đèn chiếu gần thôi, còn đèn chiếu xa thì được tắt rồi mang xuống dưới như thế này. Lúc đầu nhìn xa mình nghĩ là thôi rồi, đưa cái đèn xuống dưới giống Winner như vậy là chắc giống xe tay ga rồi, mà may quá thì vẫn có cái thiết kế nó hơi bo nhọn, nó có nhọn bo nhọn lại một xíu, cái đầu nhìn nó không bị quá phần ra. Còn đèn demi thì cũng nhìn thanh mảnh hơn nè, thiết kế kiểu móc nhọn giống như một cái boomerang. Phần đèn xi nhan thì được đặt thấp xuống dưới giống kiểu chiếc MVS mới á. Bình thường thì có nằm ngay cái logo và kéo dài lên trên, bây giờ nó lại đặt thấp xuống dưới hẳn. Giờ ta tới phần dàn áo đi ha. Kiểu dáng thì của những chiếc xe Debon á, nó đã như vậy rồi. Thì việc thay đổi để chiếc xe trông khác hơn thì chính là phần dàn áo, phần đầu xe hoặc là đuôi xe. Thì phiên bản Exciter này nó khác ở bản cũ, là mình cảm thấy là dàn áo thay đổi, nó dùng nhiều mảng ốp hơn bản cũ nè, tạo thêm những đường nét góc cạnh hơn nè. Mẫu cũ thì dàn áo dùng một, nhìn chúng ta có thể là nhìn thấy một cái miếng ốp dàn áo lớn dài kéo dài bao phủ tới phần in luôn, chứ không như bản này nó dùng nhiều mảng ốp nhỏ tạo ra nhiều đường cắt xẻ hơn nè. Nhìn ngang thì phần in xe hay chỗ nhìn phần in xe thì cũng tạo cảm giác khác bản cũ, còn bản này nó nhìn có cái cảm giác nó chia thành hai tầng á, cao thấp giống với cái thiết kế của in xe. Đuôi xe với lại chắn bùn nó khá giống với là mẫu R1, đèn hậu thì cũng vậy luôn. Tiếp theo thì ở đây là phần ống xả, hình như là nó ngắn và thon gọn hơn so với mẫu cũ nè. Mâm xe màu cũng khá đẹp nhưng vẫn giữ thiết kế cũ. Có một điều là khá đáng tiếc là không có phanh ABS, nếu mà so với Winner X thì nó hơi thua thiệt về phần này. Và sau rất là nhiều cân nhắc, chúng tôi đã quyết định không trang bị công nghệ ABS trên xe Exciter 155 VBA để có thể tăng tính trải nghiệm cho các khách hàng. Ở đây chúng tôi muốn nói là việc điều khiển, một cái kỹ năng trong việc điều khiển cũng là một trải nghiệm mang tính thể thao, đó là cái sử dụng động cơ để có thể. Thay vì vậy thì phanh cũng được nâng cấp lên loại 2 piston, phục hành trình thì cũng dài hơn thêm 10mm, kỳ vọng là xe sẽ chạy êm ái hơn ha. Một thay đổi nữa là rất đáng giá trên Exciter mới này là ở phần động cơ, thay đổi chính luôn á, là phần động cơ được nâng cấp từ 150 lên 155cc. Mặc dù không nhiều nhưng mà thay đổi quan trọng nó nằm ở bên trong á, nó giúp cho những cái thay đổi đó giúp cho cái xe có vượt trội sức mạnh hơn về đời cũ, và nó cả hơn cả sức mạnh của Winner bây giờ luôn. Động cơ 155 mới này thì được trang bị
thêm công nghệ van biến thiên VVA này, thay đổi là hộp số 5 cấp sang hộp số 6 cấp. Thì thay đổi này thì có thể giúp S-Center có cái đề ba và nhất là cái nước hậu sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi còn tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Thì như đã nói là công suất cũng đã tăng lên khá nhiều ha. Công suất bây giờ lên tới 17,7 mã lực. Vậy là hơn gần 3 mã lực so với bản cũ nè. Rồi cũng gần bằng chiếc R15D3 luôn. Thì hiện tại đây chỉ là mới là buổi lễ ra mắt thôi, nên mình chưa có thể trải nghiệm những cảm giác lái của chiếc xe này, nhưng mà khác hơn so với đời cũ luôn. Vì rõ ràng là động cơ hộp số đã được nâng cấp nè, hơn nhiều nè, so chỉ vậy thôi là đủ biết có thể trải nghiệm khác rồi. Nhưng mà trải nghiệm cụ thể như thế nào thì kênh sẽ đem đến cho các bạn ở một video đánh giá chi tiết hơn ha. Còn một số cái mới nữa là đây có mặt đồng hồ Full LCD nè, hệ thống khóa thông minh nè, ổ cắm sạc điện thoại 12V nè. Đó, những cái nãy giờ mình nêu ra thì chính là những điểm mới của chiếc Exceter 155 VVA. Thì các bạn có cảm nhận gì về chiếc S mới này thì để lại ở comment ở dưới nha. Rồi có gì thắc mắc về chiếc xe này mình cũng sẽ giải đáp luôn nha. Bên này thì có nhiều màu xe khác nhau nữa, như là đen nè, đỏ nè, đen đỏ nè, trắng nữa nè. À còn về phần giá bán á thì các bạn xem hình này nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video đánh giá chi tiết mẫu xe này nha.